Rồi chị sẽ có thêm một cái giống nữa, đó là cây dendro nắng rồng xanh ha chị ha. Cây này thì hiện tại đang bán giá rẻ luôn, giá rẻ nha. Cây này giống như là dạng khuyến mãi rồi, giá chỉ có 70.000 thôi một chậu anh chị em ha. Thì anh chị mình nhận hàng thì kiểm tra hàng. Bên em thì cái lô này thì rất ít, nói thiệt là rất ít, bán chủ yếu là để chia sẻ cái nhà mình thôi, chứ cái giống này thì rất ít hàng. Cây nó rất là khỏe anh chị ha. Đó thì mặt hoa thì em sẽ cố gắng em chạy ra màn hình để anh chị em mình tham khảo, tại vì bông này nó chưa có nở tại vườn á, thì em cũng sẽ tìm cái những cái bông nào mà nó nở rồi thì ghép lên trên nhìn tham khảo. Mong mặt hoa có dòng dendro rồng xanh anh chị ha, này rồng xanh nha. Đó thì giá 70.000 chậu, anh chị mình mua 3 chậu chỉ có 210.000 thôi, bên em ship thì chỉ có 30.000 và cứ chính sách cũ là 10 chậu bao ship mà 6 chậu thì tặng một chậu anh chị em ha. Đó cho nhà mình có thể tham khảo và sưu tầm cho mình những giống lan mà mình yêu thích anh chị ơi. Rồi cảm ơn cả nhà. Video hôm nay cũng chia sẻ anh chị mình thêm một cái giống thôi. Cái nhà mình có thể đặt hàng qua số điện thoại của em là 0392312398 anh chị em ha. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc anh chị mình một ngày thật là vui vẻ nha các nhà ơi. Rồi cảm ơn cả nhà.